Thưa quý khán giả, tâm trạng không vui vì mang bệnh tật đã khiến cho nhiều người không thiết tha đến việc ăn uống, không cần phải ăn cầu kỳ, chỉ cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là đã tốt rồi. Với những người lỡ không may nghe tin mình mắc bệnh ung thư thì càng suy sụp tinh thần thêm nữa. Nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa thì chế độ ăn uống trong thời gian điều trị ung thư cũng rất cần thiết và chúng ta nên biết để tráng bồi bổ thực phẩm chống chọi với căn bệnh này. Ông nhà tôi ông mất nay cũng được 5 năm rồi. Khi ông bệnh phát bệnh lên đến ngày ông mất chỉ có 5 tháng thôi. Thì lúc thấy ông ốm quá, gia đình đồ này kia đưa ông đi khám bệnh, bác sĩ gia đình đồ cũng khuyên ông ăn uống đồ này nọ mà ông không chịu ăn, ông suy sụp tinh thần quá. Rồi đến ngày mà ông trở nặng, ông muốn ăn ăn cũng không được. Khi ông mất bác sĩ nói là do thiếu dinh dưỡng đồ nhiều quá. Ông không chịu ăn uống chứ không phải là do ông bệnh mà mất sớm vậy. Đó là tâm sự đau lòng của người vợ mất chồng do suy kiệt, thiếu dinh dưỡng. Đây cũng chính là tâm sự chung của nhiều thân nhân, bệnh nhân khác. Thứ họ đang nhắc đến chính là căn bệnh chán ăn, một căn bệnh phụ của bệnh ung thư. Theo rất nhiều nghiên cứu và khảo sát, hiện nay có khoảng 80% bệnh nhân ung thư có nguy cơ sụt cân và có khoảng 30% bệnh nhân chết vì suy kiệt trước khi chết vì bệnh ung thư. Biết bệnh ung thư, ăn uống sao đành. Rõ ràng, yếu tố tâm lý là nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân không thiết ăn uống. Ung thư đối với người bệnh thì người ta cứ nghĩ là ung thư là một cái án tử. Thì dĩ nhiên khi em buồn trong cuộc sống thì em cũng đã là ăn uống không ngon rồi. Huống chi là mình đang đón nhận một cái chết thì làm sao mình ăn uống ngon được. Cũng không thể trách người bệnh, đã bệnh mà không chịu ăn uống thì làm sao mà mau khỏi được. Dân, thưa quý khán giả, có những loại ung thư không thể ăn chứ không phải là không muốn ăn. Đó là những loại bệnh nào? Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi sau đây. Bên cạnh yếu tố tâm lý khiến bệnh nhân không muốn ăn uống, thì đối với những ca bệnh như ung thư dòng họng, miệng, thực quản, dạ dày, ruột, bệnh nhân càng không thể ăn uống dễ dàng được. Vì tính chất bệnh sẽ gây cản trở khả năng nuốt, gây đau khi ăn, hoặc như người bị ung thư gan mật, ung thư tụy, khả năng hấp thụ và tiêu hóa thức ăn cũng bị hạn chế. Như một cái khối u ở đường thực quản thì bệnh nhân không thể vận chuyển thức ăn từ miệng đến xuống bao tử được, hoặc là cái ung thư trong dạ dày thì như vậy cái khối u nó lớn lên và nó làm cho nghẹt, làm cho không có thể dạ dày bơm được thức ăn từ dạ dày xuống ruột được. Mặt khác, các liệu pháp điều trị chống ung thư cũng khiến bệnh nhân chán ăn, chẳng hạn như xạ trị gây ra tình trạng viêm, đau hay tổn thương ống tiêu hóa cũng làm hạn chế khả năng dung nạp thức ăn. Thuốc hóa trị gây thay đổi khứu giác, vị giác, buồn nôn, nôn, khiến bệnh nhân mắc chứng ghét thức ăn. Tức là những cái chất trong cái hội chứng suy mòn này sẽ ảnh hưởng lên não và khiến cho bệnh nhân không có cảm giác thèm ăn. Chúng ta điều trị khỏi thì hội chứng suy mòn sẽ khỏi. Nhưng nếu chúng ta điều trị không khỏi thì hội chứng suy mòn sẽ càng ngày càng nhiều hơn theo cái giai đoạn bệnh. Nếu bệnh càng ngày càng tiến triển thì cái hội chứng suy mòn sẽ càng ngày càng nặng. Thưa quý khán giả, thế nhưng vẫn có người tin rằng một chế độ ăn đặc biệt có thể hạn chế và đẩy lùi ung thư. Nhưng theo chúng tôi tìm hiểu được thì không có một chế độ ăn nào có thể chữa khỏi ung thư. Điều tốt nhất đó là nên có một chế độ ăn uống cân bằng với thịt nạc, hoa quả, rau, ngũ cốc và các loại sữa ít béo, hạn chế đường, muối, cà phê và rượu. Nhưng trước khi quý khán giả thực hiện bất kỳ một thay đổi lớn nào thì hãy nói chuyện với bác sĩ của mình. Thứ nhất, ăn uống là đang nuôi tế bào ung thư. Đây là một trong những quan niệm hết sức sai lầm và nguy hiểm. Ở tình trạng cơ thể bị đói do không được cung cấp dinh dưỡng, tế bào ung thư chết thì tất nhiên cũng kéo theo các tế bào khác trong cơ thể chết theo. Như vậy, đồng nghĩa với việc cơ thể chúng ta cũng sẽ tử vong. Thứ hai, sừng tê giác trị ung thư. Nhiều người vẫn tin rằng sừng tê giác có khả năng trị các bệnh nan y, nên tìm kiếm khắp nơi hòng mua cho bằng được. Tuy nhiên, theo nghiên cứu khoa học, sừng tê giác chỉ như móng tay người, nó là chất sừng thông thường chứ không phải là thần dược như mọi người vẫn nghĩ. Thứ ba, kiêng ăn. Đây cũng là vấn đề được rất nhiều người tranh cãi. Có ý kiến cho rằng bị ung thư cần kiêng một số thực phẩm, có ý kiến lại không đồng tình. Tùy theo người thôi, người ta muốn sống lâu thì người ta kiêng ăn, người ta muốn sống vui thì để hưởng thụ thì người ta cứ làm những gì mà mình có thể làm. Mình nghĩ là cái nguồn thực phẩm tốt thì mình nên được ăn được gì thì mình cứ ăn. Đó là suy nghĩ của một số người, còn theo các chuyên gia thì như thế nào?
Cuối chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý khán giả một vài tham khảo trong chế độ dinh dưỡng mà nhiều chuyên gia vẫn cho là hợp lý để đối mặt và có sức khỏe để chiến đấu với căn bệnh ác liệt này. Và nội dung này cũng đã thay lời chào tạm biệt của chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai. Can thiệp dinh dưỡng ngay từ đầu, cần ăn uống bồi bổ đủ chất. Gặp bác sĩ xin tư vấn biện pháp chống biếng ăn, đảm bảo duy trì cân nặng ngay khi biết bản thân mang bệnh. Cần bổ sung EPA, một loại axit béo omega 3 có tác dụng tốt trong ung thư, có nhiều trong cá trích, cá đối, cá hồi, cá ngừ. Vận động có liên quan mật thiết đến việc ăn uống, là hoạt động kích thích thèm ăn và chống đói, nên người bệnh cần phải thường xuyên vận động. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là tinh thần, gia đình và người thân cần động viên, tạo động lực cho người bệnh để họ có tinh thần ăn uống, chống lại bệnh tật.